Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái thiết bị khá là đặc biệt của Sony. Cái thiết bị này nó giống như là một cái tai nghe, giống như cái máy nghe nhạc Walkman dòng W của Sony. Nhưng mà Sony họ không coi đây là một cái tai nghe mà họ coi đây là một cái thiết bị đeo được. Và nó sẽ hướng dẫn chúng ta tập thể dục hay là điều chỉnh những cái bài hát tùy theo cái nhịp tim của chúng ta. Thì cái thiết bị này có tên là Sony Smart Beat Trainer. Cái từ trainer là cái từ huấn luyện. Thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên là bạn sẽ có một cái tai nghe. Một cái tai nghe này là tai nghe Bluetooth và kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth 4.0. Chúng ta có một bộ nhớ trong 16GB dùng để nghe nhạc trong trường hợp mà không kết nối với điện thoại. Chúng ta có một cái cảm biến đo nhịp tim. Cái cảm biến đo nhịp tim thì nó sẽ nằm ở bên phải như thế này. Thì khi mà các bạn lật cái mặt bên phải, các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai cái chấm màu đen này thì chính là cái khu vực mà sẽ đo nhịp tim. Thì cái này nó sẽ chạm vào cái vành tai của chúng ta, còn cái bên trái thì không có. Chúng ta có cái tai nghe, nút tai và chúng ta có thể thay. Cái nấc này khá dễ dàng, bạn chỉ việc tháo nó ra thôi. Chúng ta có gia tốc kế, chúng ta có barometer, chúng ta có gyroscope và rất nhiều cảm biến khác. Tổng cộng thì trên này có tới 6 cảm biến khác nhau và nó có thể đo được 11 thông số khác nhau, ví dụ như là quãng đường và quãng đường chúng ta di chuyển thông qua GPS tích hợp sẵn bên trong, hay là cái tốc độ và cái quãng thời gian chúng ta cần dùng để đo trong 1 phút. Và đặc biệt là cái cảm biến đo nhịp tim này thì nó sẽ biết được là cái nhịp tim của chúng ta nó cao hay thấp so với mục tiêu, và khi mà cao quá thì nó sẽ điều chỉnh cái tông nhạc của bài hát nó thấp xuống để cho chúng ta có thể giảm cái nhịp tim dễ dàng hơn để không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Nhưng mà khi mà thấp quá thì nó cũng đồng thời nó tăng cái nhịp tim lên để chúng ta có thể kích động hơn, chúng ta có thể tập chạy nhiều hơn. Thì khi mà các bạn đeo vô thì cái này nó sẽ móc vào tai. Bên này thì sẽ là bên tay trái và bên này sẽ là bên tay phải. Các bạn đeo vô thì nó mặt sau nó thành hình trái tim như vậy. Mình không có cái mẫu nào để các bạn thấy ở đây, và cái tai của chúng ta sẽ đeo vào như thế này. Hai cái này sẽ móc vào cái hai bên tai của chúng ta. Đó. Thì mình nghĩ là nó đeo lúc đầu mình nghĩ là nó sẽ khá là khó chịu khi đeo, nhưng mà khi mình đeo vô thì mình sẽ thấy là nó khá là thoải mái dễ chịu, và mình có thử đi bộ, có thử chạy nhẹ một chút thì nó hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Nó vẫn không bị rơi ra, và đặc biệt là bởi vì nó có thể chống nước theo chuẩn IPX 58 nên bạn có thể đem xuống hồ bơi rất là dễ dàng. Ở đây thì bạn sẽ có một cái chấu tiếp xúc để sạc cho cái thiết bị đeo này, và để sạc vô thì bạn chỉ việc cắm như thế này thôi, bạn đưa đẩy nó vô. Phía dưới này bạn thấy là có một số những cái điểm tiếp xúc vàng để sạc cho cái thiết bị đó. Bạn đẩy như vậy và cái đầu này bạn cắm vào cổng USB là được. Khi nào mà xong thì chúng ta tháo ra. Thì thông tin của Sony cho biết là trong trường hợp mà bạn kết hợp với lại GPS thì cái thiết bị này có thể nghe được 4 tiếng. Nhưng mà nếu mà bạn không dùng với GPS, bạn tắt GPS đi thì nó là khoảng 8 tiếng, khá là đủ cho chúng ta trong một cái ngày luyện tập. Ngoài cái việc mà nhắc nhở khi mà nhịp tim chúng ta tăng cao hay là chúng ta chạy được bao nhiêu km thì cái thiết bị này còn dùng để nghe nhạc. Thì ở đây bạn sẽ có một cái nút bấm nguồn, nút này cũng đồng thời dùng để nghe khi mà có cuộc gọi tới. Chúng ta có nút tăng giảm âm lượng rất là trực tiếp điều khiển trên này luôn. Chúng ta có nút tắt mở Bluetooth. Còn ở bên này thì bạn sẽ có một nút, nút này là nút màu bạc hoàn toàn khác với những nút còn lại. Khi mà bạn nghe, bạn bấm cái bạc một cái thì nó sẽ bắt đầu nó theo dõi sức khỏe của chúng ta, theo dõi những bước chạy của chúng ta mà chúng ta không cần phải sử dụng đến điện thoại để kích hoạt. Nút tăng giảm và thay đổi bài hát thì rất là đơn giản như vậy thôi. Thì mình sẽ thử nghiệm chi tiết cái này kỹ hơn khi mà về đến Việt Nam và mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thì dự kiến là cái giá của cái Smart Beat Trainer này sẽ được bán ở Việt Nam với giá khoảng từ 5 đến 6 triệu, tức là rất là sát với giá của thị trường Nhật, thì quê nhà của Sony, vào khoảng $219, và có lẽ là bán ngay trong tháng 6 này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.